rồi chờ kết quả của ngân hàng. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp của bạn giai đoạn này là 514.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp. Tôi chọn cặp số 11. Xin mời Kim Phụng. Triệu đồng thay vì 5, 10, 15 thì 20 cũng không sao. Tiếc quá phải không bạn? Nhưng bạn vẫn còn cơ hội cho 3 chiếc cặp kề nhau 50, 25 và 20 triệu. Hãy giữ gìn lại nha. Còn 4 cặp. Chọn cặp số 26. Vậy số cuối cùng Kim Yến chuẩn bị. $100,000. Chọn cặp số 14. Phương Ngân chuẩn bị. 1.250.000 đồng. Còn 2 cặp. Cặp số 2. Bảo Vy chuẩn bị. 75.000 đồng. Còn 1 cặp nữa thôi. Cặp số 22. Xin mời Thu Huyền chuẩn bị. 4 triệu đồng. Ngân hàng Gia Định sẽ chào giá ngay sau đây. Alo, chúng tôi. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 7 giai đoạn này là 1.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn có cơ hội mở 4 cặp. Chọn cặp số 1. Cặp số 1, Minh Ngọc chuẩn bị. 20 triệu đồng. Thật là đúng bài 50, 50. Nhưng mà giữ lại 25, 50 bạn nha. 3 cặp nữa. Cặp số 19. Mỹ Đoan chuẩn bị. 25 triệu đồng. Chắc có lẽ bạn đã nhờ người thân lựa chọn. Số 10 vậy? Xin chọn cặp số 10. Bạn Diệu Hiền cặp số 10 chuẩn bị. 1 triệu đồng. Một cặp nữa. Cặp kia này Lý chọn. Mở cặp 20 hả? Thì em xin mở cặp số 20 ạ. Xin lưu ý, có người gợi ý, bạn đồng ý, nhưng mà mở ra như con số nhỏ vừa rồi, tất cả được cười vui rạng rỡ. Nhưng nhỡ con số lớn chọn lựa ngẫu nhiên và phần thưởng là 500.000. Nếu hai người đoán đúng, số tiền này chia đôi. Khối 1, hàng 3 và ghế số 1. Chúc mừng. Chúng ta tiếp tục lựa chọn khán giả thứ hai. Khối 7, hàng 2 và ghế số 3. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời khán giả trong trường quay hãy dự đoán giá tiền nào đang sáng trên màn hình. Em tên là Nguyễn Trường Giang, em xin đoán chiếc cặp 21 là 50 triệu đồng. Xin cảm ơn bạn Giang. Và xin mời khán giả thứ hai. Em tên là Hiên Hương và em xin đoán là 2.500. Hai bạn có được tiền thưởng 500.000 hoặc là rơi vào trường hợp thứ ba. Xin mời bạn Thúy Diên. 500.000 đồng. Ngân hàng chào giá.
hàng gia đình chào giá là 23.500.000 đồng giai đoạn này. Và bây giờ thì khán giả tiếp tục dự đoán chiếc cặp số 7 là 2.500 đồng hay là 50 triệu. Bắt đầu lựa chọn. Khối 3, hàng 5 và ghế số 1. Chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục lựa chọn khán giả thứ hai. Người may mắn ngồi ở khối 6, hàng 3 và ghế thứ 2. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời khán giả đầu tiên. Em tên là Nguyễn Biết Đăng. Em xin dự đoán cặp số 7 là 50 triệu. Và xin mời khán giả thứ 2. Mình tên là Danh. Mình xin đoán cặp số 7 là 2.500. Một trong hai bạn sẽ có người có tiền thưởng 500.000 đồng ngay sau đây. Xin mời Ngọc Tuyền chuẩn bị. Chúng tôi xin chúc mừng bạn Đăng đã đoán đúng 50 triệu. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, chiếc cặp số 7 xin được mời bạn Bảo Vân cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Bạn Mỹ Hiền thân mến, bạn có luyến tiếc gì khi chiếc cặp của mình lại là con số 50 triệu? Không có luyến tiếc, quyết định cuối cùng vẫn là của tôi. Thưa quý vị, và bây giờ hãy xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Giá trị 50 triệu đồng.